Đồ xưa Cần Ốc xin trân trọng kính chào các bác ạ. Vâng, cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ xưa Cần Ốc Sa Cừ. Và hôm nay cơ sở Đồ xưa xin giới thiệu đến các bác về một số sản phẩm đồ gỗ Cần Ốc Sa Cừ Singapore. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về sản phẩm đầu tiên, đó là một chiếc kệ tam sơn và chất liệu là gỗ cụ hay còn gọi là gỗ mặt cụ mặt ạ. Chiếc kệ tam sơn này là hàng xưa các bác nhá. Vâng, hàng ốc màu đã ngả theo thời gian rồi. Em đo kích thước luôn cho các bác. 58, chiều dài 58cm và chiều sâu 18,5cm và tổng chiều cao 22,5cm ạ. Và chất liệu là gỗ mật hay còn gọi là gụ mật ạ. Cực kỳ là đẹp các bác nhá. Hàng này hàng xưa rồi ạ. Và ốc các bác có thể thấy đây, ốc đã ngả theo thời gian rồi. Chiếc kệ tam sơn này thời gian của nó khoảng được 2 đến 30 năm rồi ạ. Và cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng xưa nhìn cực kỳ là bắt mắt. Các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm này hãy liên hệ với cơ sở Cần Ốc Sa Cừ xưa vào này của bên cơ sở em ạ, qua số điện thoại Zalo 0941111552. Em sẽ gửi thêm thông tin cho các bác ạ. Và cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng xưa cực kỳ là nét. Đó, hàng chưa có một năm gì các bác nhá. Ốc đất còn đẹp luôn. Đó, chiếc kệ tam sơn này em xin giao lưu với các bác giá là 3,5 triệu thôi ạ. Giá cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng chưa có lỗi làm gì. Đây, mặt sau đây em giao lưu với các bác giá là 3,5 triệu ạ. Vâng, đầu xuân mới cơ sở em bán là giao lưu thôi ạ. Vâng, hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2023 dương lịch ạ. Vâng, chiếc kệ tam sơn giá 3,5 triệu. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác về một số tranh chữ. Bức này là một bức tranh là cha mẹ. Vâng, bức tranh cha mẹ. Đó, trên này với những dòng chữ là cha mẹ đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Những câu nói cũng rất là ý nghĩa của bên cơ sở Cần Ốc Sa Cừ của chúng em đã chế tác nên một tấm tranh cha mẹ này đầy ý nghĩa. Và tấm tranh cha mẹ kích thước đây 50x60cm, cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Tấm tranh cha mẹ này các bác nào làm quà biếu, quà tặng nhân dịp ngày lễ ngày Tết thì cực kỳ là ý nghĩa luôn. Đó, bữa nay em giao lưu với các bác giá chỉ có 2,5 triệu thôi ạ. Bằng 2,5 triệu bao ship cho các bác luôn, đẹp, hàng bao đẹp luôn các bác nhá. Mặt sau đây cực kỳ là đẹp luôn. Đó, kích thước 50-60, chất liệu gỗ cụ hay còn gọi là gỗ mặt cụ mặt ạ. Đó, tiếp tục em lên cho các bác về sản phẩm tiếp theo. Bây giờ em xin giới thiệu đến các bác về một chữ Đức. Đó, chữ Đức này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, chữ Đức hóa tùng và hóa cây tùng ạ. Và đó, và cây cúc ạ, cực kỳ là đẹp các bác nhá. Đấy, ốc Singapore 7 màu rất là lấp lánh luôn. Từng đường góc này, khung viên ngoài được đục chạm chuyện gấm và chuyện ạ. Khung dày 3cm và kích thước 50x60. Chất liệu gỗ cụ hay còn gọi là gỗ mặt cụ mặt. Ốc thì các bác khỏi chê luôn, ốc Singapore cực kỳ là đẹp này. Đấy, rất là lấp lánh luôn. Chữ Đức hóa. Đó, cực là nét. Bác nào quan tâm thì liên hệ với cơ sở đồ xưa Cần Ốc của chúng em qua số điện thoại Zalo 0941111552. Và các bác truy cập kênh Đồ Gỗ Xưa Cần Ốc và ấn đăng ký kênh để theo dõi những gì bên cơ sở đồ xưa sẽ đăng trên đó ạ. Vâng, đó, bước này em xin giao lưu với các bác là đồng giá luôn là 2,500k, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp tục em giới thiệu đến các bác về chữ Lộc ạ. Cực kỳ là ý nghĩa, các bác nào treo chữ trong nhà này là cực kỳ là ý nghĩa luôn. Chữ Đức, chữ Lộc, chữ Phúc cực kỳ là đẹp. Đó, đây là một chữ Lộc hóa tứ ninh, long ni quy phụng ạ. Chất liệu cũng là gỗ cụ hay còn gọi là gõ mặt cụ mặt ạ, kích thước 50x60cm. Nó đục chạm cực kỳ là kỹ luôn. Ốc 7 màu này, đây con phượng này, cực kỳ là đẹp luôn. Long ni quy phượng ạ. Nào, con rồng, con nân, rùa và phượng ạ. Đó, bộ tứ ninh, cực kỳ ý nghĩa luôn các bác nhá. Bộ này là chữ Lộc hóa, giá 2,5 triệu, kích thước 50x60. Và bao ship vận chuyển cho các bác luôn. Các bác kiểm tra hàng đúng hàng thì thanh toán ạ. Vâng, bao đẹp luôn, từ trong ra ngoài mặt sau này. Đó, không lỗi làm gì các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ là dày luôn. Đó, hàng bao đẹp luôn cho các bác, giá chỉ 2,5 triệu chữ Lộc này. Tiếp tục em giới thiệu đến các bác về chữ Nhẫn. Bước này là bước chữ Nhẫn hóa. Đó, đây là một cây trúc ạ, trúc mai xung vầy và sen vịt và absilien cực kỳ là đẹp luôn. Đó, từ đường góc này, góc này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Mà đường cây trúc này, những con chim con hạc này cực kỳ là đẹp. Ốc 7 màu cực kỳ là nét luôn.
Các bác nào xem hình ảnh video không rõ hay liên hệ với cơ sở đồ xưa cẩn ấp của chúng em. Em sẽ gửi lại hình ảnh qua số điện thoại Zalo 0941 111 552. Và cực kỳ là đẹp. Em cũng hôm nay em bán đồng giá tranh là giá là 2 triệu rưỡi bao ship vận chuyển nhà luôn cho các bác. Kích thước 50 x 60. Đó. Nó cực kỳ là đẹp luôn nhá. Tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về một chữ thọ ạ. Vâng, chữ thọ này cực kỳ là đẹp luôn. Hàng bao đẹp luôn cho các bác. Kích thước 50 cũng là 50 x 60. Đây là một chữ thọ hóa bát tiên. Vâng, trong này là những cảnh bát tiên được cơ sở em là chế tác lên. Hóa thành một chữ thọ ạ, cực kỳ là đẹp. Đó, cảnh bát tiên này. Đó, lại là những vị tiên này. Cực kỳ là nét luôn các bác nhé. Đó. Các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm đồ xưa cần ốc này thì liên hệ với cơ sở em qua số điện thoại 0941 1152. Và các bác có thể truy cập kênh YouTube Đồ Gỗ Xưa Cần Ốc và ấn đăng ký kênh để theo dõi những gì bên cơ sở đồ xưa chúng em sẽ đăng trên đó ạ. Mà hàng cực kỳ là đẹp, bao đẹp luôn cho các bác, giá chỉ có 2 triệu rưỡi một tấm thôi ạ. Và bao hàng đúng hàng, các bác có nhận và thanh toán ạ. Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc tủ khóc chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gõ mặt gụ mặt ạ. Em đo luôn góc này là góc 60 ạ. Và cái sản phẩm này các bác nào kê ở trong góc nhà thì cực kỳ là đẹp luôn. Chiều cao 210cm ạ, bằng 212cm. Chất liệu là gỗ gụ, miền Bắc thì gọi là gỗ gụ, miền Nam miền Tây gọi là gõ mặt gụ mặt ạ. Đó các bác thấy này, trên là được đục chạm là hoa lá tây. Và những đường ô chám này là những đường cây cúc ạ, cực kỳ là nét nhá. Đó, cái đường ô chám này, ô góc này, dây leo linh chi cực kỳ là tơ tóc và kỹ luôn. Đó, những đường ô van này, các bác thấy thấy cực kỳ là đẹp, ốc Singapore cực kỳ là nét. Đó, chất liệu là gỗ gụ ạ. Các bác nào quan tâm thì liên hệ với cơ sở em qua số điện thoại Zalo 0941 111 552. Bên trong này cũng có hai cái này, trong này cũng được cẩn hết các bác nhá. Hàng hoàn thiện cực kỳ là dày luôn. Chiếc tủ này gồm có hai sàn kính ạ, và dưới là sàn gỗ. Kính này kính chịu lực, các bác có để đồ là thoải mái luôn, không sợ vỡ đâu ạ. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Ở bên dưới này em sẽ giới thiệu về phần bên dưới. Dưới gồm có trên này một ngăn kéo này. À, dưới đây hai cánh mở. Đó, cực kỳ là đẹp các bác nhá. Bên trong cũng sạch sẽ hoàn thiện cực kỳ là kỹ luôn. Đó. Về đường cẩn thì màu mè thì các bác khỏi phải chê rồi, ốc thì cực kỳ là đẹp. Cánh này được cẩn là cảnh sen vịt ạ. Đó, từ đường góc này, góc này dây neo cực kỳ là kỹ luôn và dày luôn. Trên này được cẩn những bông hoa hồng. Rồi những ô chám này những bông hoa hồng cực kỳ là đẹp. Chân thì cũng được đục chạm hết ạ. Vâng, phần yếm này được đục chạm hoa lá tây. Cực kỳ là đẹp luôn. Và em xin báo giá luôn cho các bác về chiếc tủ góc bầu này. Giá là 20 triệu ạ. Và 20 triệu bao ship vận chuyển cho các bác luôn. Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về chiếc tủ đưa câu đối này. Và em sẽ đo kích thước luôn. Kích thước ngang 24cm và chiều cao 217cm ạ. Và đôi nhĩa này được cẩn là một cây mai và cây hoa đại ạ, cực kỳ là đẹp. Ốc thì các bác khỏi chê rồi nhá, ốc thì Singapore rồi. À, những đường con giống này, các bác có thể đến lại để xem được trực tiếp nhất về cái chất liệu ốc xà cừ Singapore. Chất liệu nào gỗ gụ hay còn gọi là gõ mật gụ mật ạ. Từng đường nét rất là kỹ nhá, các bác có thể thấy đấy. Đó, rất là đẹp. Đây là những dòng chữ nho nói về mùa xuân. Đó, cực kỳ là nét luôn. Hàng cực kỳ là sạch, hàng bao đẹp cho các bác nhá. Hàng không lỗi làm gì, hàng này cực kỳ nặng dày, hàng nguyên khối ạ. Và đồ này em xin giao lưu với các bác giá là 10.500k, 10.500.000 bao ship tận nhà cho các bác ạ. Hàng này em sẽ gửi được hàng bưu điện ạ. Và các bác nhận hàng đúng hàng, các bác thanh toán ạ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Một đôi này chỉ có giá có 10.500.000, giá cực kỳ là rẻ tại xưởng cơ sở sản xuất cần ốc xa cừ của chúng em. Các bác nào quan tâm liên hệ số điện thoại Zalo 0941 111 552. Em sẽ gửi lại thêm hình ảnh cho các bác nào có nhu cầu cần thêm ạ. Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về một chiếc bàn thờ ông địa. Chất liệu là gỗ cẩm nai Việt Nam và cẩn ốc xà cừ Singapore ba mặt đều như nhau. Đó, em sẽ đo kích thước này. Kích thước tổng mặt 68cm và chiều sâu 58cm. Tổng chiều cao 96cm ạ. Và cực kỳ là đẹp nhá.
gỗ là gỗ nục nạc không nỗi nằm gì, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Đó, trên này phần mạo trên là được cả những hoa lá tây hóa rồng trong mặt nguyệt ạ. Đó, cực kỳ là đẹp nữa, những đường cổ bị yếm này cực kỳ là đẹp, và cửa võng trước là được cả là hoa lá tây hóa rồng cực kỳ đẹp, cả võng trong cũng thế ạ. Mà đó, cực kỳ là đẹp, những ô chám này, những cẩn chữ thọ và một cái cúc ạ, mà cực kỳ là đẹp. Ván lá trong này ván là liền tấm các bác nhé, hàng không ghép gì, gỗ thì cực kỳ dày rồi. Đó, các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm cái bàn thờ ông địa này siêu vip này của bên cơ sở đồ xưa Cẩn Ốc của chúng em, hãy liên hệ với cơ sở em sẽ gửi thêm thông tin cho các bác về chiếc bàn thờ ông địa này. Đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng bao đẹp luôn cho các bác, hàng không lỗi lầm gì các bác nhá. Hàng là hàng, những ván lá này đều là ván lá liền tấm hết ạ, và như ván lá đỉnh đáy đây đều là liền tấm hết ạ. Giờ mà tìm được cái tấm lá to thì cực kỳ là khó luôn, và giá trị nó cực kỳ là cao. Cái tấm lá này 38 cm, và bản rộng là 38 cm, và giờ tìm được tấm lá thì cực kỳ là khó rồi. Cái bộ bàn thờ ông địa này em xin giao lưu với các bác giá là 38 triệu ạ, 38 triệu bao ship vận chuyển tận nhà cho các bác luôn, và hàng cực kỳ là đẹp, chất liệu là gỗ cẩm nai Việt Nam. Đó, tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về một bức tranh Phật Mẹ Quan Âm, chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gõ mật, vụ mật ạ. Mà đó, bây giờ các bác có thể đến lại gần để xem lại cái từng đường nét ở trên khuôn mặt của bức tranh Phật Mẹ Quan Âm này, cực kỳ là sắc sảo luôn. Có thể đây, từng đường mái tóc này, quy tóc này cực kỳ là đẹp luôn, khuôn mặt cực kỳ là sắc thái và có hồn luôn. Đó, từng đường trừng hạt này rất là nổi bật, ốc Singapore bảy màu cực kỳ là đẹp luôn. Đó, ốc thì các bác khỏi chê luôn nhá, ốc thì cực kỳ là đẹp rồi. Đặc biệt hơn trên bức tranh Phật Mẹ Quan Âm này, phần dưới đài sen này được cẩn là bằng ngà. Đó, ngà cực kỳ là nổi luôn. Đó, bức tranh Phật Mẹ Quan Âm đứng trên đài sen này cực kỳ là đẹp. Đó, cẩn trên này khổ, cái đài sen này là bằng ngà. Gỗ thì cực kỳ dày được các bác nhá. Bức tranh này 50 x 80 cm, dày là 4 cm, không dày 4 cm ạ. Mà các bác nào, và em báo giá luôn cho các bác về cái bức tranh Phật Mẹ Quan Âm này, giá là 9 triệu ạ, 9 triệu bao ship luôn cho các bác luôn. Các bác có thể liên hệ trực tiếp qua cơ sở em qua số điện thoại 0941 111 552, và các bác truy cập kênh YouTube Đồ Gỗ Xưa Cẩn Ốc và ấn đăng ký kênh để theo dõi nhiều nhất về các sản phẩm mới mà bên cơ sở em sẽ đăng trên đó. Và tiếp tục em giới thiệu đến các bác về một bộ tranh tứ quý mà chất liệu là gỗ vụ Nam Phi, và kết hợp với một bộ tranh là bằng tranh sứ ạ. Mà và cái này được đục chạm là kim tiền, và chuyện rơi ngận kim tiền 36,5 cm chiều ngang và chiều cao 120 cm ạ. Hàng cực kỳ là đẹp các bác nhá. Vâng, bộ tranh này là cực kỳ to rồi, các bác nào treo trong phòng nhà phòng khách thì cực kỳ là đẹp và nổi bật luôn. Đó, giá cái bộ này chỉ có 5 triệu thôi ạ. Vâng, 5 triệu 4 tấm tính là 1,3 triệu, hơn 1,3 triệu một tấm thôi ạ. Đó, cực kỳ là đẹp đục này. Trên này được đục rơi ngậm kim tiền này, có đường ô vàng rơi và chuyện này, cực kỳ là đẹp luôn. Về độ sứ này thì các bác khỏi chế là sứ gốm sứ Bát Tràng này, cực kỳ là đẹp luôn. Hàng bao đẹp cả cho các bác nhé. Các bác nào quan tâm cái bộ tranh sứ này hãy liên hệ với cơ sở em qua số điện thoại 0941 111 552, em sẽ gửi thêm thông tin cho các bác về cái bộ tranh sứ này. Vâng, em giao lưu với các bác giá là 5 triệu bao ship tận nhà luôn cho các bác. Và tiếp tục em giới thiệu đến các bác về sản phẩm về một tấm tranh chữ. Vâng, chữ này chữ tâm được hóa là tùng lộc và sen vịt à. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Và trên đây một cây mai. Đó, ba cảnh lại kết hợp lại thành một chữ tâm. Ốc thì các bác thấy là vân này tự cực kỳ là đẹp rồi, kích thước 50 x 60 cm. Cực kỳ là nét luôn. Bước này em cũng giao lưu với các bác giá là 2,5 triệu, kích thước 50 x 60, bao ship tận nhà luôn. Đó, các bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở em. Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về một bức tranh chữ phúc, và chữ phúc hóa tùng lộc ạ. Đó, cực kỳ đẹp, 50 x 60. Ốc thì các bác khỏi chê rồi nha, em quay đây quay trực tiếp luôn cho các bác xem ạ. Cái ngày hôm nay là ngày 8 tháng 2 năm 2023. Đó, cực kỳ là nét luôn, chất liệu gỗ vụ hay còn gọi là gõ mật, vụ mật ạ. Hàng bao đẹp không lỗi lầm gì cho các bác ạ, các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái ạ.
Và tiếp tục em xin giới thiệu đến các bác về sản phẩm cuối cùng. Đó là một chiếc tủ góc. Góc này góc cũng là góc 60. Góc này góc vuông ạ. Góc 60 vuông. Và chiều cao em đo luôn chiều cao cho các bác luôn, cho các bác cùng được tham khảo và phù hợp với không gian của nhà mình. Chiều cao 205cm ạ. Vâng. Chất liệu là gỗ gụ hay còn gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Vâng. Các bác có thể đến lại gần xem đây. Trên này được đục chạm là hoa lan tây. Và phần ô chám đây, các ô chám này được cần những bông hoa hồng và cây cúc ạ. Giữa là cây cúc, hai chám cạnh là bông hoa hồng ạ. Cực kỳ là nét luôn. Từng đường khung này, cả những đường ô van linh chi cực kỳ là kỹ luôn. Đó, dây đeo linh chi cực kỳ là nhọc và tô tóc luôn. Đó, bên trong sàn này, trong này cũng có hai sàn cũng được cần hết các bác nhá. Đó, cực kỳ là nét luôn. Bên dưới, cánh dưới đây, chỗ này cũng có một ngăn kéo này, dưới đây một cánh mở này. Em chưa nắp núm kéo ra. Đó. Khi nào em giao lưu em sẽ nắp vào một cái núm đồng ở đây. Giữa đây cần cảnh hồng công, phù thê viên mãn, một đôi đôi yên ương này cực kỳ là đẹp các bác nhá. Ốc thì các bác khỏi chê rồi. Ốc cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Hông ngang đây được cần là cảnh sen vịt ạ. Đó, hàng cực kỳ là dày dặn, khảm cực kỳ là kỹ luôn. Cần được cực kỳ là kỹ. Bác nào quan tâm hãy liên hệ với cơ sở cần ốc xa cử của chúng em qua số điện thoại 0941 1152. Và em báo giá luôn cho các bác về chiếc cặp tủ này, giá là 20 triệu ạ. Vâng, 20 triệu cái chiếc tủ góc vuông này, góc vuông và góc bầu thì em bán đồng giá, đều giá như nhau 20 triệu một cây ạ. Vâng. Tất cả các sản phẩm của ngày hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Các bác nào xem hình ảnh video không rõ thì liên hệ với cơ sở em qua số điện thoại 0941 1152. Em sẽ gửi lại thông tin chi tiết qua số điện thoại Zalo. Và các bác có thể truy cập kênh YouTube Đồ Xưa Cần Ốc của chúng em và ấn đăng ký kênh để theo dõi và cũng như là xem nhiều nhất về các sản phẩm mới mà bên cơ sở em sẽ đăng trên đó. Còn Đồ Xưa Cần Ốc xin trân trọng kính chào các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn ạ.